Ôi, chồng về mọi người ơi. Ô, đúng rồi. Ô, pause. Anh chồng mới đi có việc về này mọi người ơi, bê cái gì đây? Hôm nay bên Hàn Quốc thì là thứ hai nhưng vẫn được nghỉ. Lý do là ngày nghỉ bù, ngày lễ thiếu nhi hôm qua và cuối tuần ấy. Bên Hàn Quốc bây giờ có cái luật gọi là nghỉ bù nữa cơ. Cho nên hôm nay nghỉ luôn ba bố con và cả nhà ở nhà. Nhưng mà anh chồng mình là từ sáng sớm, mình ngủ dậy là anh ấy đã đi rồi. Đi khảo sát thị trường. Nói đùa vậy thôi, anh đi có việc xem nhà cửa các thứ ấy. Xong rồi không biết là mua cái gì về Minh Chu giờ. Mở ra nào. Rồi vịt này. Vịt ở nhà chưa gội đầu nha. Vào sáng mai đèo con mới gội. Anh đi từ sáng sớm mà bây giờ tầm 4-5 giờ chiều mới về này. Thời tiết nó cũng... Hả? Đúng trong trời. Anh chồng mình vừa bảo là mua cái này gần mất 200.000 won á. Minh Chu mở ra xem là nó là cái món đồ gì nha. À đúng rồi. Ồ, một cái móng nhỉ. Cẩn thận Minh Chu, chú chim ấy. Một cái màn hình máy tính. Rồi trước đây có một cái to hơn, xịn hơn nhưng mà nó nặng quá thì bán đi. Bây giờ tự nhiên lại mua cái mới. Tại vì cái công việc của anh chồng mình ấy là phải xem điện, xem máy tính rất là nhiều mà cái máy tính sách tay nó hơi nhỏ. Anh bảo là anh bị đau ấy, đau mắt. Cho nên là anh mua cái mới mà nó rẻ thôi, chưa đến 4 triệu, 3 triệu mấy. Nhưng mà nó không to quá nhỉ. Xem còn cái đồ gì nữa không. Hả? À, anh nó bảo cái này đúng ra là những ai mà người ta chơi game ấy là người ta dùng cái loại này, nhưng mà anh chồng mình không có chơi game gì thì anh chỉ xem cái màn hình cho nó to một tí thôi. Trông nó đi túc hết từng ngàn nhé. Mình đang bảo nó hay là giống cái lần trước, to mà nặng như là gì. Bảo là giá như vào nhà mình mà rộng thêm tí nữa thì có cái văn phòng, mình để một cái văn phòng riêng cho anh làm việc. Nhưng mà cái nhà này mọi người biết chung cư làm gì có đâu, cho nên là cứ sử dụng những cái kia nó bé bé này. Đấy. Anh bảo sao nó nặng thế, không biết lúc mua không để ý hay sao mà bây giờ là phải lắp ráp vào đây nữa này. Và chia sẻ với mọi người nha, nhà mình mới mua một cái này đây, mình mua ở trên mạng cho hai đứa này đó, đông người đi mình cho nó chơi. Cái này thì nó là cái cầu lông nhưng mà sẽ gắn dán lên đây, chơi một mình luôn đó. Hai đứa nhà mình từ ngày có cái này thích lắm, mỗi tội là cái dây nó hay mỏng, nó hay đứt một tí. Tí nữa bảo Minh Chu gọi là chơi cho mọi người xem. Cả gia đình đều thích. Anh chồng mình cũng chơi mà hai đứa cũng chơi, mình cũng tình thoảng chơi luôn. Hôm đầu tiên chơi ấy, kiểu mình không quen ấy thì là nó hơi bị đau tay. Và bây giờ sau một thời gian thì anh chồng mình đã cài đặt xong. Tưởng chê cái máy tính kia bé thì mua cái nào to to tí, ai ngờ mua cái gọi là chị em không chênh nhau bao nhiêu mà cái này nó nặng lắm. Cái cần này nó nặng lắm. Đúng là ông chồng mình gọi là ham rẻ. Như mình thì mình mua hẳn cái xịn cái đẹp đi mình dùng. Đây thấy nhân viên người ta kiểu như là người ta hàng mà tồn kho ấy, người ta lấy rẻ là quất luôn. À, Yuri-bun, Yuri-bun. Đây là cái bánh pizza. Hai hôm trước mình được một chị người bàn, à người Hàn. Chị ấy tặng mà hai cái ăn không hết thế là mình bỏ trong tủ đá. Thế là bây giờ mới nhớ ra này. Ngày nghỉ thế là cho vào cái lò chiên không dầu này. Mình chiên tầm khoảng lại 10 phút thôi là nó y như lúc mới ấy. Nên có cái này tiện lắm. Ngon hơn là cái lò vi sóng rất là nhiều. Lò vi sóng thì nó chỉ ủ nóng thôi. Còn cái này thì nó đúng là cái dạng lò nướng. Đấy, bây giờ cái này cho lên cơn ăn. Mong là sao ăn cho nó béo không thằng này. Người nhom nhom ấy. Nhiều chị bảo là dạo này trông vỡ tiếng, đúng không mọi người? Tiếng bây giờ nó khàn lắm. Nhiều khi nghe tiếng như tiếng ông cụ luôn. Như kiểu là bị ốm ấy. Rất thơm lắm, thời tiết đang mưa mà ăn cái món này ngon. Cảm ơn Minh Chu mang cho bố một miếng nho nhỏ. Chị chơi á? Chứ anh đang bảo là làm sao mà mình kết nối không được vào cái máy tính nó bị làm sao? Bút lửa, anh bảo mình bây giờ phải làm sao? Hôm nay là ngày nghỉ, à thử điện lên văn phòng chỗ đấy hỏi xem là như thế nào chứ. Mới tính thế làm sao mà có vấn đề được. Ô ba mình chờ nói bảo.
Đâu sao không có xếp chưa nữa. Không xếp nha. Có cái hóa đơn thì để vứt đi. Và đây là cái món của Minchu hôm nay tự tay làm nha mọi người ơi. Cái món này là cái món cá hồi ngâm tương. Em Minchu nhà mình là tự làm từ lúc sáng, ngủ dậy phát là bảo mẹ có gia vị không, mình bảo có. Thế là tự cắt xong rồi tự làm. Bình thường thì là ăn sống ăn ngay đúng không? Còn đợt này nó lại ngâm với nước tương như này, xem mấy chị mức băng. Các chị ăn nhìn ngon quá, thế bảo mẹ con muốn thử. Nào bây giờ ăn thử xem ngon không. Thành quả của Minchu món đầu tiên tự làm. Minchu nhà mình rất là quan tâm đến nấu ăn nha. Nó hay mua các loại bột về làm bánh này, thức ăn như thế này này. Có kiểu có cái tính học hỏi. Vậy sao? Ồ, sao lại ngon nhỉ? Món đầu tiên thành công. Đi siêu thị từ cái đợt mà Nga với lại Na ở đâu nhỉ? Ở đâu có chiến tranh mọi người. Là cái cá này nó đắt hơn rất là nhiều. Trước đây thì là rẻ lắm. Mình không ăn mấy đâu. Mình không ăn được cái cá này. À, mình cho bảo là rất là ngon nhưng mà hơi mặn tí mẹ ơi. Cho ăn cùng với cơm. Với lại thực ra cái này phải để một ngày sau ăn mới ngon. Nhưng mà bây giờ mới được có 5 tiếng. Nhưng mà Minchu nhà mình kiểu lóng nòng xem là nó như thế nào. Vì coi nhà thành công. Chồng mẹ anh bảo là Minchu nhà mình ấy, thì bên Hàn Quốc bây giờ cũng như bên Việt Nam ấy, học đại học xong mà mình đi tìm việc thì rất là khó mà lương thấp. Cho nên là người ta đang có cái kiểu như là học ngành, học nghề. Đó, sau này khi tốt nghiệp cấp 3, thế anh chồng cứ bảo với Minchu nhà mình sau này nếu mà quan tâm đến làm đẹp như là trang điểm này, cắt tóc hoặc là làm leo các thứ ấy, thì là học nghề. Cũng có thể là mình làm bánh rồi học nấu ăn cũng được. Anh ấy đang gọi là tạo điều kiện cái một cái hướng đi cho con ấy, kiểu như thế. Chứ còn tính ra thực ra học đại học thì ai mà người ta chăm chỉ, người ta có cái tí tiến, có cái tinh thần học tập thì nó vẫn được. Thế nhưng mà học 4 năm đến 5 năm đại học xong thì lúc mình thực tập ấy thì là tính ra cũng chỉ có 2-3 triệu một tháng thôi. Thay vì đấy mà là mình đi học cái nghề. Đó, kiểu như anh chồng thì anh như thế. Thơm lắm. Còn mình thì tùy các con nhà, sau này chúng nó lớn ấy thì là chúng nó tự suy nghĩ, tự quyết định về tương lai. Chứ mình không có bao giờ mà bảo là con phải làm cái này, phải làm cái kia bao giờ đâu. Và bây giờ là anh chồng mình đang đánh cầu lông một mình. Cái này là vừa nãy ở đầu video mình có chia sẻ đấy. Mua ở trên mạng có 15.000 won thì tính là tiền Việt tầm 280. Treo ở đây nha, xong rồi đi đi lại lại đông gơn với cả nhà. Mỗi người đánh một tí rất là thú vị luôn. Vừa tập thể dục lại còn đỡ phải cái thời gian mình chơi điện thoại với chơi game nữa. Bây giờ bữa tối này, bữa trưa thì ăn hơi muộn đấy, cho nên là anh chồng mình bảo thèm. Tôm mình luộc cho đúng 5 con, đúng ra là 10 con nhưng mà chưa thành 2 bữa, mỗi lúc ăn một chút một. Đó, tôm Hàn Quốc thì tôm sống rồi này nó không có, mình mua hàng đông đá mọi người. Chấm với lại chinsu. Đó, hôm nay về mua được một lọ chinsu rất là to luôn. Chín chế. Anh chồng mình bảo là từ hôm bắt đầu giảm cân đến giờ là không muốn ham ăn nữa. Bây giờ đông gân là đang ngồi bên cạnh ăn mì tôm nha. Mà chồng mình anh ấy còn không buồn ăn ấy, chứ bình thường thích lắm. Cố gắng mấy cân nữa vì sức khỏe. Đấy, được vợ bóc tôm cho ăn này gì nữa. Có nhiều chị bảo là anh ấy giảm cân bằng cách nào. Hôm nay thì mình sẽ hỏi nha, xem là anh ấy giảm cân kiểu gì mà trong một tuần mà giảm hết 5 cân. Tôm ngon. Mấy sức. Anh chồng mình đang thấy ngon. Opa, hàng bốc của anh lên chỗ phi bơ của nó tôi để phải cho mình. Được á. Bảo anh làm cách nào mà giảm 5 cân trong một tuần. Bây giờ sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Bây giờ cho cái một củ. Bước đầu tiên là ăn ít đi. 땀 날 때까지 운동하고. Cách thứ hai là tập thể dục nhiều để cho nó ra nhiều mồ hôi mọi người. 땀이 나야 돼. 땀 날 때까지. Phải toát mồ hôi ra nhỉ. Tụ. Mà còn nữa không? Tụi kiểu không. Anh bảo chỉ có hai cách đấy thôi. Giảm cân, ăn ít và tập thể dục nhiều. Không uống cái gì nha. Nhà mình thì bên Hàn Quốc ấy, mọi người biết thuốc giảm cân thì nhiều nhưng mà chỉ uống cái đấy thì làm sao mà giảm được. Nhà mình không có. 먹고 싶은 거 참아야 돼. 그러니까 ăn thèm ăn cái gì là phải chịu khó để biết nhịn đấy, chứ không thể mà mình thích ăn thì mình ăn cho nó đã miệng rồi mình giảm cân thì rất là vất vả. Đấy mọi người thấy không? Bình thường anh bán hết một đĩa mà đợt này đúng chỉ 5 con duy nhất. Mà hiện tại ở trong nồi vẫn còn 10 con nữa nhưng mà mình sẽ cho anh ăn tí một tí một. 5kg 빼면 500만 원 주기로. Anh đang
Tại vì hai vợ chồng mình có hứa hẹn với nhau từ lúc mình về Việt Nam ấy, lúc anh ấy 82 cân mình bảo là béo, nhiều người cứ chê anh ấy béo là mình xấu hổ ấy. Đi đâu là mình không muốn đi nữa. Mình cứ nói thế thì anh chồng và anh bảo được rồi, anh sẽ quyết tâm giảm cân. Chồng mình lại cho anh thêm một cái động lực nữa nha. Mọi người biết không? Mình bảo là anh ấy giảm được 5 cân. Mình bảo anh ấy giảm được 5 cân thì là sẽ cho anh ấy 5 triệu. Thế là có cái động lực. Thế là hôm nay mình về một tuần thì anh giảm 5 cân được rồi, nhưng mà mình mới đưa cho 2 triệu rưỡi thôi. Mình đưa cho 2 triệu rưỡi lý do là mình sợ anh ấy lấy 5 triệu anh lại ăn nhiều rồi tăng cân. Mình bảo thì đợi thêm giảm ít nữa rồi mình lại đưa tiếp. Thôn chung đại ca này, ước chí가 생긴. Đấy, anh bảo là tại vì vợ bảo là cho tiền cho nên anh có một cái động lực rất là lớn lao. Cho tiền. Đấy. Có mua này. Tao mua thế. Mình bảo ăn hết 5 con thì cũng được, tại vì tôm nó có béo đâu. Tôi cứ bẹo thế, tôm. Một bẹ. Này còn bảo bỏ cái phần ở trong giữa kia vào, ai bỏ được. Mua thế. Nhất nhá, vừa được giảm cân, sau đó lại tốt sức khỏe, lại còn được nhận tiền.